đại xe của đi xuống thì không tài xuống chị em tài xuống tối nay ngày 16 ngày 17 ngày 17 tháng 6 2020 nhân dân chúng tôi tiếp tục từng đêm Tướng Tô Lâm.
chúng phục ơi. Ba ông mấy đứa thủ tướng phục ơi. Ba ông mấy đứa thủ tướng phục ơi. Ba ông mấy đứa phục ơi. Đứng lại, đứng lại. Ba ông mấy đứa thủ tướng chính phủ ơi. Ba ông mấy đứa thủ tướng chính phủ ơi.
tôi ra mệt với bà con ơi. Ôi tôi chào cô nhạc đã. Đáng công sáng gì kìa. Đám điên đáng công sáng gì mà ác dữ ơi. Cướp đất cướp nhà dân chúng tôi mà không trả. Để dân chúng tôi nuôi đêm ngày gái đi kêu gọi. Các ông này mà sáng con mắt lên chưa? Ôi đừng có xô, tay chân đâu là xô là chết xuống đó, chết luôn rồi đấy. Tay xô tay là mày chết luôn đấy. Đây là nhà anh có là quốc hội. Nhà anh nhà nghỉ của cô Phận Thanh nhóm. 500 quốc hội, đại biểu quốc hội nằm ở đây. Nằm ở đây mà không trả. Nhân dân chúng tôi quá khổ. Trời ơi chúng tôi chạy gì mà khục hơn luôn. Cái buồn kia... Cái bọn cùng những ác bé nó được chúng tôi. Cá nhân chúng tôi là chạy chết luôn. Nhân dân nói bà con đây xem chia sẻ giùm đi. Nhân dân chúng tôi chia sẻ, bà con chia sẻ xem chia sẻ đây. Thằng Hồ Quốc Dũng chủ tịch tên bà Đình. Nó cướp đất của tao.
để đi văn lô văn đơn. Mà Quốc hội nhắm mắt làm ngơ. Không, Quốc hội nhắm mắt làm ngơ. Làm như là nhân dân chúng tôi nữa nè đây. Thủ tướng Chính phủ thì cướp hết phân lô bán nè. Thủ tướng Chính phủ cũng Nguyễn Trung Phúc. Thủ tướng 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 Nguyễn Trung Phúc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 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 Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Đứng đô lên. Chúng tôi làm vào cuộc điều tra. Đứng đô lên. 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 Đứng đô lên.
được chơi đâu. Cái gì? Nghỉ đâu được chơi đâu. Cô dân tiền nha Quốc Hội ơi. Đá đâu Quốc Hội Bùi Nhân? Đá đâu Quốc Hội Bùi Nhân? Đá đâu Quốc Hội Bùi Nhân? Đá đâu Quốc Hội sông 13 tinh thần Bùi Nhân? Đá đâu Quốc Hội sông 13 tinh thần Bùi Nhân? Các ông mình nó đi nhà gáy mà đang trong chúng tôi như thế này, tại sao các người không mà làm cho minh bạch trong sạch đất nước để đất nước nhân dân chúng tôi quá khổ như thế này? Ông Phúc, tướng thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, ông nói mà không thực hành, nói mà không thực hiện, nói mà không thực hiện. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông nói mà ông không thực hành để nhân dân chúng tôi quá khổ. Làm sổ đỏ ra đây đi bán đi kia nào. Ngồi đây hả? Ngồi trong đây hả? Đi. Bà già đi nói. Đi bán đi kia nào. Đi từ từ đi. Đi để kia nhau. Ngồi trong đây. Bắt đây quỳ lạy. Giờ mấy bà con cho mình nói mình quỳ, thắp nhang quỳ lạy ở đây. Tỉnh bận gà mấy bà già. Tỉnh ăn xương máu của dân. Đại biểu tỉnh bận phước ăn xương máu của dân. Đại biểu tỉnh bận phước ăn xương máu của dân. Đại biểu quốc hội tỉnh bận phước ăn xương máu của dân. Đại biểu quốc hội tỉnh bận phước ăn xương máu của dân. Đã đảo tham nhũng. Thôi chứ tôi chụp quét ác rồi đó nó. Muốn nghe không? Chưa được ăn cơm này, tôi đã được ăn gì? Tất cả tất cả. Chỉ vì người ta gì? Tất cả. Về đâu xe nào về đấy. Chỉ đạo làm nhà trả đất cho cô để cô đi về. Ba sẽ nhìn thấy ba cái lọt đồ chưa chưa đúng không? Rồi đây nhìn xem không? Nó chả nhìn thấy rồi, nó không biết, nó không nhìn thấy mà nó lại bảo nhìn chết chết. Nhìn xưa nên là chụp ảnh ấy, thì chả nhìn thấy không? Khổ quá rồi. Ông muốn họ để làm gì? Bà có đi ra thấy dân phút đầu xuống không à? Bà lại nhìn vậy ngon hơn gặp nhìn cả vợ không? Đi. Giờ cho
Xin mọi người đã chia sẻ với nhân dân chúng tôi, xin kết thúc lần. Không đi được mấy cái đường.